Sáng nay chị em lon xuống rồi nha. Hello chị. Sáng nay chị Thon xuống đây sáng tí xíu đi công việc tiếp cả nhà. Anh đang quay. Xin chào cả nhà nha. Chúc cả nhà mình thật là nhiều sức khỏe và nhiều thành công. Sáng ngày hôm nay thì quay chị Hồng Loan cho cả nhà mình xem nha. Đây, sáng nay là con gái của cố nghệ sĩ ưu tú Du Linh cũng như là ông Hoàng Hồ Quảng nha cả nhà. Đã có mặt trước quay ngày sáng. Mấy ngày nay là chị đi rất là nhiều đó, và đó là 3-4 ngày liên tục luôn, và ngày hôm nay là mới được thảnh thơi và ngủ được nhiều rồi đó. Nhưng mà trước là đi liên tục đi Hà Nội nè, rồi đi livestream tiếp phim mới về nè đó, xong rồi xuống Thám Tử nè, rất là nhiều chuyện luôn. Rất là nhiều chuyện luôn ha. Rồi quẩn cái đùi lên thì lon về gà nó quẩn. Lucky nó thương chị lon lắm luôn, nay mập quá trời ha. Giờ tươi rồi. Chè quay biểu à. Cái dạ rụng lông hết ha. Lâu phải chích á. Chích phải chích thuốc. Là chị lon với bầm bán mấy cái món mới ngon. Mấy cái gì? Bắp á, bắp nó có cái có thịt bò là ngon. À bắp á hả? Bắp. Có thịt bò ở trong rất là ngon. À. Ủa được tặng hai hũ phải không?
Ờ. Cô khán giả bên Đài Loan. Ba lon là ăn hết nửa hũ rồi. Ủa. Ba lon. Có được ba lon luôn hả? Không, uống ba lon á, ăn hết nửa hũ. Anh ăn, anh tốt mồi chứ hả? À, quá ngon đi. À. Nó cay nè, thịt bò thì nó thơm. Bò trọng nó thơm. Tiền thật là mua đồ bì lon với cái bình bình á, cái món đó là ngon luôn đó nha. Đúng rồi. Thì cũng có ba lon ăn nửa hộp luôn. Chắc là ngon. Vậy hả? Ba lon hết nửa hộp luôn. Nửa hộp luôn. Ngon lắm. Ăn dữ vậy? Trời ơi, cái ngon mới ăn nhiều. À. Không mà nó con chú ăn quả đem bánh tới cũng cho bác Năm này cả nhà. Cả nhà biết anh này là anh áo vàng là ai không cả nhà? Anh giàu thiện đó. À, sáng sớm hôm nay thì Hào Nhau cũng cập nhật cái thông tin mới nhất chia sẻ cả nhà. À, tại số 5 đầu thì điểm à, chị Hồng Loan nè. Phải nói rất là mấy ngày nay giải quyết rất là nhiều công việc luôn cả nhà. Dạ thì video cũng khá là dài đó. Phạm Nhân cũng xin chúc cho đại đình trên kênh nó thật là nhiều sức khỏe nè, nhiều thành công, thành đạt trong cuộc sống. Rất mong cả nhà yêu mến đăng ký ủng hộ kênh Phạm Nhân Vlog nha cả nhà. À, bình luận hoặc là like chia sẻ cho Phạm Nhân để kênh được ngày càng tương tác nhiều hơn. Phạm Nhân xin chân thành và đại thành cảm ơn đại đình rất là nhiều ạ. À.